Hello mọi người, lại là mình Lộc Đán đây. Bây giờ thì mình đang đi đến điểm bán vé của Ô Trấn. Ô Trấn là một cổ trấn rất là đặc sắc của Giang Nam. Và Ô Trấn có gì, có nên đến hay không thì hãy theo chân mình trong cái video này và đưa ra lựa chọn của mọi người nhá. Giang Nam là cái vùng mà nó rất hay mưa. Nhưng mà năm nay thì không biết như thế nào mà trời nắng liên tục luôn, cho nên đi chơi khá là ổn. Nhưng mà mưa thì nó có vẻ đúng chất của Giang Nam hơn. Nó vừa nhẹ nhàng, vừa trầm lặng, vừa yên tĩnh. Bước đến trước cổng vào mua vé của Ô Trấn thì mọi người sẽ nhìn thấy hai bức tượng này. Hai bức tượng này là hai bức tượng của Hòa Hợp Nhị Tiên. Hai vị này biểu trưng cho tình yêu ở Trung Quốc. Khi mà kết hôn, khi mà đám cưới thì người ta sẽ thường thờ phụng hai vị này. Khu vực bán vé của Ô Trấn được chia làm hai đoạn. Đoạn đầu tiên là bán vé riêng, đoạn thứ hai là vừa bán vé và làm thủ tục nhận phòng ở trong Ô Trấn luôn. Vé vào cửa của Ô Trấn là 150 tệ một người. Và vé này thì chỉ có thể đi vào một lần và đi ra một lần duy nhất. Nhưng mà nếu mà bạn ở trong cái Ô Trấn đấy, ở ngủ ở trong cái khu du lịch này, thì cái lần đi ra đi vào của bạn là vô hạn. Soát vé xong thì mọi người có thể mua vé thuyền và ngồi thuyền đi vào trong cùng luôn. Nếu mà chơi theo cách đấy thì vào đến trong cùng và mọi người sẽ chơi từ phía trong đi ra. Ít và khách ở đây đợi cũng rất là ít. Một cái thuyền đấy phải đủ 6 người thì người ta mới bắt đầu chở đi vào. Cho nên mình không muốn đợi nó mà đi thẳng vào trong luôn. Ô Trấn nằm ở thành phố Đồng Hương, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, là cái điểm giao nhau giữa tỉnh Chiết Giang, tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải. Và từ trước đến giờ thì Ô Trấn là một cái điểm rất là quan trọng về cả lịch sử lẫn kinh tế. Ở đây thì có kênh Vận Kinh Hàng chảy qua, nên cái khu vực này sông nước rất là dày đặc. Đến Ô Trấn thì mọi người có thể dạo các khu phố cổ, đi thuyền và ăn uống ẩm thực ở trong khu phố này cũng là một lựa chọn khá là ổn. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng mình đi dạo quanh Ô Trấn và tìm hiểu những cái điểm đáng để tham quan trong cái khu vực này. Ở đây là thảo mộc bản sắc Nhiễm Phường, một cái xưởng nhuộm với diện tích 2.500m², là một cái xưởng nhuộm có thể nói là diện tích khá là lớn ở khu vực Giang Nam. Phường nhuộm thảo mộc với ba khu chính là phòng quét hồ, phòng nhuộm và sân phơi. Phòng quét hồ với hai điểm rất đáng chú ý là tấm gỗ khuôn khắc hoa văn và hồ quét. Hoa văn và họa tiết của tấm khắc lam ấn hoa bố hay còn gọi là vải in hoa xanh đến từ dân gian, phản ánh những gì người dân thích nghe, thích nhìn, gửi gắm niềm khao khát cuộc sống hạnh phúc và hiện rõ gu thẩm mỹ giản dị của người Giang Nam. Hình thức và nội dung được thống nhất hoàn hảo trên tấm vải, vì vậy vải in hoa xanh phản ánh chân thực sự tích lũy về văn hóa và nghệ thuật sâu sắc của người dân ở đây. Hồ quét hoa văn ở đây được trộn từ bột đá vôi và bột đậu tương. Sau khi trộn xong thì quét lên tấm khắc hoa văn, đè lên miếng vải. Phần dính lại trên vải lúc nhuộm màu sẽ không bị nhiễm màu, để nổi lên là các họa tiết hoa văn bắt mắt. Ở Trung Quốc thì cái màu tràm này người ta dùng cái cỏ bản lan căn, bản lan căn. Cái lá thì được dùng làm màu nhuộm, còn rễ cây ở rễ cỏ này mà được kiểu hơn 2 năm thì người ta sẽ dùng làm thuốc chữa cảm cúm ốm đau. Mọi người có thể mua những cái tấm vải như thế này. Các tấm vải ở đây thì đã quét sẵn hồ hoa văn họa tiết, mọi người có thể mua các tấm vải này với giá trị là 50 tệ và có thể đi tiếp vào phòng nhuộm thực hiện cái quy trình nhuộm màu cho cái tấm vải mà mình đã mua. Đã xuất hiện hơn 1.300 năm, vải in hoa xanh được nhiều người tiếp đón và ưa chuộng. Phía trong phòng nhuộm có thể thấy được các chum nước tràm. Nước nhuộm tràm có thể để lâu năm mà không bị bốc mùi. Để có được một miếng vải lan ấn hoa bố thì các công đoạn đều rất phức tạp. Ngoài dùng hồ quét thì hoa văn trên vải cũng có thể dùng cách buộc chặt, gỗ kẹp hoặc sáp ong. Xưởng nhuộm sản xuất số lượng lớn, vải phải ngâm trong nước nhuộm nhiều lần và phải nhấc lên ngâm xuống để có được màu xanh tùy theo từng thang độ. Vậy nên phải dùng đến các bánh lăn và dây kéo.
Còn ở phía sân phơi thì nổi bật lên với những chiếc cột cao kề vai sát cánh và những lớp giá phơi mang theo thành quả của những bậc thầy nhuộm và thể hiện sự khéo léo của họ một cách rất là trang trọng. Những cái dàn phơi như thế này thì rất là mỹ quan, vừa có thể quảng cáo lại vừa có thể trưng bày được cái thành quả lao động của các thợ nhuộm. Ô Trấn là một thành phố lịch sử văn hóa lâu đời của Trung Quốc, thu hút rất là nhiều khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế. Ở Ô Trấn thì người ta tìm thấy những cái di tích, những cái cổ vật từ cái thời đồ đá, cho nên lịch sử của Ô Trấn có thể tính là tầm khoảng 6.000 năm. Còn cái lịch sử mà xây dựng nên Ô Trấn thì cách đây tầm khoảng 1.300 năm về trước. Ô Trấn thì được chia thành Đông Tây Nam Bắc Sách. Sách ở đây nghĩa là cái tường vách ngăn nước ấy, và chia thành Đông Tây Nam Bắc. Bây giờ thì Đông Tây là cái khu du lịch được quy hoạch và đón tiếp khách du lịch. Còn khu phía Nam là khu mở cửa, ở đấy có rất là nhiều người dân bản địa đã từng sống ở đây rất là lâu đời rồi. Còn phía Bắc thì không được bảo tồn và mất hẳn đi cái gọi là cổ trấn, cho nên người ta đã quy hoạch thành bãi đỗ xe. Bây giờ mình đang đi vào Hỷ Khánh Đường. Hỷ Khánh Đường là một ngôi nhà cổ được bảo tồn rất tốt ở Tây Sách. Và bây giờ nơi này được biến thành một cái khu để trưng bày các vật phẩm liên quan đến hôn lễ và các lễ hội ở Giang Nam. Bước vào đây thì nổi bật lên với các sắc đỏ, một cái màu tượng trưng cho hôn nhân. Người Trung Quốc thực sự rất là thích màu đỏ luôn, thậm chí là đến Tết này người ta còn tặng nhau những cái quần nội y màu đỏ le lẹt luôn. Nơi mình đang đứng đây là Hậu Đức Đường, một cái nơi mà các cặp vợ chồng thường đến đây để cúng lễ, cầu mong cho hôn nhân của họ được hòa thuận và hạnh phúc trăm năm. Mọi người có thể để ý ở phía bên trái kia thì người ta có để một cái cung. Cái cung này thì có nghĩa là cầm cái cung này và bắn vào một cái bức tường để xua đuổi tà ma. Còn phía bên này là một cái như ý và một cái cân. Cái như ý và cái cân này thì dùng để vén cái tấm khăn đỏ che đầu của cô dâu, ngụ ý đó chính là hôn nhân hạnh phúc trăm năm vĩnh viễn. Nếu phải nói về nhập gia tùy tục thì chắc chắn những cái cô dâu mà gả đến vùng Giang Nam, người ta sẽ được trải nghiệm cái việc đầu tiên, đó chính là ngồi trên cái thuyền kiệu hoa chứ không phải là kiệu hoa bình thường. Bởi vì cái vùng sông nước Giang Nam thì cách di chuyển chính của họ chính là ngồi trên thuyền ấy. Cho nên đến cái vùng này, ngày đám cưới, cô dâu không được ngồi kiệu bình thường mà gọi là kiệu hoa thuyền. Phía sau mình đây chính là khu trưng bày Tam Thốn Kim Liên, San Xuân Chin Liên. Tam Thốn Kim Liên là một cái đoạn lịch sử mà có thể nói là rất hà khắc và đau đớn đối với lại người con gái của Trung Quốc. Và cái điều này cũng được người dân Trung Quốc phê bình, phê phán. Tam Thốn Kim Liên là gì? Chính là người con gái phải bó chân, bó thành cái hình hoa sen như thế. Trong cả cái quá trình bó đấy thì cực kỳ đau và vất vả. Và tại sao phải bó như thế? Quan niệm của thời phong kiến Trung Quốc, người con gái đẹp, cái thẩm mỹ của họ được đánh giá không phải dựa trên cái hình dáng khuôn mặt mà dựa trên cái bàn chân. Bàn chân của cô gái nào càng thon thì cô gái đấy càng đẹp, càng có quyền được lựa chọn, được gả vào những hào môn. Thường thì những bé gái thiên kim trúc nữ mới phải bó chân, còn những bé gái mà sinh ra ở nông thôn thì người ta sẽ không phải bó. Bó chân là một cái tục được xem như một cách để mà giúp người con gái có thể gả được một người chồng, lấy được một người chồng rất là tốt, rất là giàu. Và chân bó càng bé thì người đấy lại càng được nhiều người xem trọng và đánh giá cao. Tục bó chân bắt đầu xuất hiện vào thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc, những năm 960 thời Nam Đường. Có ghi chép là hoàng hậu của triều đại Nam Đường, vợ của Lý Dục, chính phi Diểu Nương đã bó chân của cô bằng lụa, múa trên cánh sen, tư thế múa uyển chuyển và bước đi nhẹ nhàng, được Lý Dục ca ngợi là lăng vân chi thái, một tư thế như bước trên các tầng mây. Lúc đấy tục bó chân chỉ là dùng lụa quấn chặt chân trong lúc khiêu vũ, tạo thành hình nguyệt, có thể khiến dáng đi của vũ công nhẹ nhàng, không tổn hại đến thân thể. Và sau đấy thì các cung nữ khác học theo và thịnh hành trong cung đình. Vào cuối thời nhà Tống, tục bó chân thịnh hành trong dân chúng và Tam Thốn Kim Liên trở thành điều kiện cơ bản để đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ. Các triều đại sau đấy thì tục bó chân lan rộng khắp nơi, thậm chí cả phụ nữ vùng nông thôn cũng bắt đầu bó chân.
Đến thời nhà Thanh, tục bó chân của phụ nữ Hán thậm chí còn tệ hơn lúc trước, tục bó chân đã lên đến đỉnh cao. Con gái không bó chân, con trai không cưới và phụ nữ cũng đã chấp nhận và đồng thuận với phong tục này. Trong lịch sử thì có thời nhà Thanh đã cấm cái tục quấn chân này, nhưng bởi vì cái tục quấn chân này nó đã lưu hành trong nhân gian rất là nhiều năm rồi, thành ra đời nhà Thanh cũng không thể nào cấm được, cái triều đại nhà Thanh cũng không thể nào cấm được cái phong tục cổ hủ này. Đến thời dân quốc thì mọi thứ cũng dần chấm dứt và sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập thì tục bó chân bị cấm vĩnh viễn. Gần 1.000 năm trôi qua thì cách nhìn nhận và đánh giá cái đẹp mới được thay đổi. Chữ ô trong ô trấn có nghĩa là màu đen, có thể vì tường trắng ngói đen mà đặt cái tên này. Nhưng mà trong truyền thuyết kể lại của người ô trấn thì vào cái thời nhà Đường, khi mà cái loạn An Sử ấy, cái vùng Giang Nam này nó cũng rất là loạn lạc. Và lúc đấy thì có một người tên là Lý Kỳ, hậu duệ của nhà Lý, cũng muốn chiếm đóng cái vùng Giang Nam này. Cho nên đấy, ông đấy đã bạo chiến cái vùng Giang Nam này. Thì Ô Tán được lệnh đi diệt Lý Kỳ. Và sau khi đuổi Lý Kỳ đến cái vùng Ô Trấn này thì Lý Kỳ giả vờ là đầu hàng, lấy danh nghĩa là đầu hàng mai phục và giết chết Ô Tán. Sau khi Ô Tán chết thì ông ấy được chôn cất ở cái vùng này. Đến thời của vua Việt Vương Câu Tiến, vua của nước Việt, phong ông làm thần của cái khu vực Ô Trấn này và để xây một cái ngôi miếu thờ. Ngay phía sau lưng mình đây chính là tháp Bạch Liên và chùa Bạch Liên. Tháp Bạch Liên cổ thì bị chiến tranh tàn phá vào cuối thời nhà Nguyên. Đến thời nhà Minh thì người ta có xây dựng lại hai lần, nhưng mà đến năm 1868 thời nhà Thanh thì nó sụp đổ hoàn toàn. Năm 2005 thì ban quản lý khu du lịch Ô Trấn đã cho phép xây dựng lại cái tòa tháp này. Hiện tại tháp này thì có độ cao là 51,57m và nó đứng ở ngay cạnh cái bờ sông. Cái này chính là cái kênh đảo Kinh Hàng. Cái tháp này thì mọi người có thể đi lên nhưng mà chỉ được lên đến tầng 3 thôi. Mọi người có thể nhìn thấy đây chính là vận kênh Kinh Hàng, một con kênh rất là cổ và con kênh đào dài nhất trên thế giới. Nó xuất phát từ Hàng Châu và kết thúc ở Bắc Kinh. Ở Hàng Châu ở phía Nam và Bắc Kinh ở phía Bắc. Nó chảy qua Giang Tô này, Chiết Giang này, Sơn Đông này, Hà Bắc và hai thành phố là thành phố Thiên Tân và Bắc Kinh. Tổng chiều dài của kênh đào này là khoảng 1.797 km. Kênh đào đã đóng một vai trò to lớn trong việc phát triển và giao lưu kinh tế văn hóa giữa miền Bắc và miền Nam của Trung Quốc, đặc biệt là trong việc phát triển kinh tế công nghiệp và nông nghiệp ở các khu vực dọc theo tuyến đường. Vận kênh Kinh Hàng được đào vào năm 486 trước Công nguyên và có lịch sử hơn 2.000 năm. Một con kênh quan trọng do Tần Thủy Hoàng đào ở Gia Hưng đặt nền móng cho kênh đào ở khu vực Giang Nam. Đến Ô Trấn trải nghiệm chèo thuyền là không thể bỏ qua. Vé cho một lượt một chiều là 60 tệ một người, tầm khoảng 210.000 Việt Nam đồng. Thuyền đò ở Ô Trấn đều được chèo tay, thuyền chậm chậm trên mặt nước trong, ngắm nhìn những ngôi nhà gỗ dựng sát bờ sông Tây Thị, dòng người qua lại hai bên phố, nháy mắt một chút mà tưởng mình đang lạc trốn Giang Nam xưa. Bài hát xứ Thanh Hoa có câu: Thiên chính xưa tưởng nhiên ủy, ở ở dài tấn nỉ. Sắc trời xanh đợi cơn mưa phùn sương bay, cũng như ta đợi nàng. Có thể lời bài hát này nghe đơn giản nhưng sâu trong câu hát này thì thực sự phải suy ngẫm. Ở đây thì chúng ta có thể hiểu về xứ Thanh Hoa là dòng tiêu biểu của nghệ thuật gốm sứ, mỗi tác phẩm như một bức tranh thủy mặc lấy men trắng làm nền, chỉ dùng một màu mực, sắc độ biểu đạt độ đậm nhạt của bút pháp y hệt như một tác phẩm Trung Quốc họa. Để có được màu trời xanh ngày nắng đẹp thì quá trình nung sứ phải rất cẩn trọng, yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm đều rất là cao. Ngày đấy thì người dân lấy đâu ra thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm, thế nên người ta phải đợi những ngày mưa phùn, sương bay để nung nấu lên những họa tiết biến tấu, mê lòng người. Cũng chính vì thế mà tác giả của lời bài hát cũng muốn nói rằng trong tình yêu, thời gian thích hợp, thời điểm thích hợp sẽ tìm được người như ý. Cũng chính vì thế mà bài hát rất hợp với lại khung cảnh của Giang Nam. Giang Nam cho người cảm giác lưu luyến, như rằng mình mất đi một thứ nào đấy, nhưng mình cũng không hối tiếc, mọi thứ đẹp đẽ và đáng để hoài niệm. Không biết mọi người có để ý hai bên nhà không, không thấy người dân giặt giũ hay hai bên ô cửa phơi quần áo, không thấy chợ búa rau củ. Ô Trấn này và Ô Trấn xưa đã khác rồi. Ô Trấn bây giờ được công ty quản lý du lịch đứng ra vận hành. Tất cả người dân gốc sống ở Tây Sách đều được di rời đến thôn mới. Công ty vận hành ứng tuyển họ vào các công việc liên quan trong khu du lịch, tạo cho họ công ăn việc làm. Khu du lịch Tây Sách Ô Trấn nghiêm cấm các chủ tiệm hò hét kéo khách, quảng cáo ồn ào. Các khu nhà cổ ở đây được trùng tu, có những cây cầu đá vốn dĩ không ở đây vì quy hoạch nên đã được bê trọn bộ đến. Vậy nên đến Ô Trấn mọi người sẽ thấy được mọi thứ rất quy củ, khách du lịch tham quan thuận tiện. Nhưng đâu đấy mình thấy thiếu đi khói lửa nhân gian, hơi thở của cuộc sống. Tất nhiên đổi lại là Ô Trấn được bảo vệ tốt hơn và lâu dài hơn. Nước sông Tây Thị màu trong ngọc bích, liễu bên bờ đang mùa vàng kim. Nhà Ô Trấn vách trắng ngói đen, người từng ở đây thanh cao tao nhã, một ngày trốn sông nước Giang Nam vì thế mà chậm đi rất nhiều. Cũng vì vậy mà người ta hay nói người xưa có thể yêu ai đấy cả một đời.
Mọi người có thể nhìn thấy là mình đi trên cái thuyền mới này và nó mà. Đi qua rất là nhiều cái cầu. Và ở Ô Trấn mà. Thì vào ngày 15 tháng 1 âm lịch hàng năm, tức là Tết Nguyên Tiêu ấy, thì người dân ở đây có một cái tục, đó chính là vào nửa đêm vào buổi tối nhá, các chị em sẽ hẹn nhau đi qua 10 cây cầu của Ô Trấn này. Và khi người ta đi qua cầu thì người ta sẽ cầm theo một cái niêu. Cái niêu này ngày trước là dùng để nấu thuốc. Đi qua mỗi cây cầu thì người ta sẽ ném cái niêu thuốc đấy xuống dưới nước này, với mục đích là mong cho cái năm mới đến này dịch bệnh không bị hoành hành, có thể trừ được dịch bệnh. Mọi người di chuyển đến Ô Trấn có thể chọn bay hoặc đi tàu đến hai thành phố gần nhất là Thượng Hải hoặc Hàng Châu. Sau đấy ngồi tàu cao tốc tầm 40 phút đến trạm Đồng Hương. Từ bến tàu cao tốc Đồng Hương mất tầm khoảng 40 phút đi taxi giá khoảng 80 tệ hoặc xe buýt 1 tiếng 20 phút giá 2 tệ để đến Ô Trấn. Có thể mình đến Ô Trấn chưa đủ lâu nhưng trong thời gian ngắn thì mình cảm thấy vẫn thích thú với những cổ trấn, nơi mà có người dân bản địa còn sinh sống. Có thể vì thế mà đâu đấy hơi ồn ào, đâu đấy hơi nhếch nhác, nhưng thực sự như thế mới cho mình cảm giác được hít thở không khí của cuộc sống, cảm nhận dòng chảy của thời gian. Và một trong những lý do khác là vé vào và dịch vụ trong khu Tây Sách Ô Trấn khá đắt, nên nếu từ xa đến, mọi người hãy lên một kế hoạch rõ ràng cho chuyến đi này. Buổi đêm nếu mà mọi người muốn ăn cơm ở trong này thì mọi người có thể kiếm những cái nhà homestay. Sau đấy những nhà homestay đấy có đồ ăn gì, thức uống gì người ta sẽ báo cho mọi người, và mọi người có thể chọn món và có thể ngồi ở những cái quán cạnh bờ sông như thế này. Nếu mà mọi người đến Ô Trấn vào buổi chiều thì mình khuyên là không nên vào luôn cái buổi chiều hôm đấy mà đợi đến ngày mai mới vào, bởi vì chơi ở Ô Trấn thì tầm khoảng một ngày là vừa rồi. Ở ngoài thì khách sạn rất là rẻ so với cái khoảng thời gian này. Ví dụ như mình hôm qua có đặt một phòng ở ngoài thì giá nó chỉ là 300.000 phòng, rất là đẹp luôn. Sau khi ngủ ở đấy một đêm xong thì đến ngày sáng ngày hôm sau đấy mới bắt đầu vào Ô Trấn và chơi cả ngày trong Ô Trấn luôn. Video về Ô Trấn đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở các địa điểm sau.